Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 19 tháng 1 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị trên toàn quốc một bộ bàn ghế Âu Á hộp gỗ môn nuôi công. Bộ này gồm có 6 món: hai ghế đơn, một ghế dài, một bàn, một đôn và một bàn đầu bàn. Bộ bàn ghế này được chọn vân rất là kỹ lưỡng, chọn vân chọn gỗ. Thông số của bộ ghế này như sau: chiếc ghế đơn là dài 87, sâu 61, cao 1m15. Toàn bộ phần vách là chúng tôi làm dày 2 phân, khuôn mặt dày 2 phân. Toàn bộ được chọn vân. Phần trương là chúng tôi đục trương voi. Để tôi quay sát máy quay lại cho quý vị xem này. Chọn vân rất là đẹp. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi giới thiệu hai chiếc ghế đơn, rồi lát chúng tôi sẽ quay sang chiếc ghế dài. Qua chúng tôi vừa tẩy axit xong, đợi một đêm với khô hết nước thì sắc vân hiện ra rất là rõ. Toàn bộ là vân thật, không vẽ vân, không bắn vân và không tạo vân. Đây chúng tôi quay đằng sau cho quý vị xem này, toàn bộ là vân thật, vân rất đẹp. Mặt hàng này là ngày Tết là đang cháy hàng không còn. Quý vị nào có muốn sở hữu thì hãy đặt chúng tôi, thì ra riêng chúng tôi sẽ làm cho quý vị những bộ đẹp hơn như thế này. Đây, chúng tôi quay cho chiếc ghế dài đây. Chiếc ghế dài này có kích thước chiều dài là 24, chiều sâu 61, chiều cao 1m15. Được chọn vân này. Để tôi quay sát lại gần cho quý vị xem nhé. Nhìn như là vân da chăn vậy. Hôm nay tôi quay rất là chậm cho quý vị xem. Quý vị nào không về được cơ sở xem thực tế thì quý vị có thể xem qua YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành, hoặc truy cập vào website nội thất laxuyen.com. Đây tôi qua phần sau đây. Rất là đẹp. Được chọn vân kỹ lưỡng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chiếc bàn trà đây, chiếc mặt bàn to đây, vân rất là đẹp. Chiếc mặt bàn to này có kích thước là 75 nhân 1m35. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Đây chúng ta cũng chiêm ngưỡng lại vân của mặt sau của chiếc ghế dài đây. Quý vị hãy bỏ ra 5 đến 10 phút để xem hết video. Quý vị nào muốn sở hữu thì liên hệ ngay cho Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684.